Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Mực nước tại Vương Gia Bá đã dâng cao từ 0 giờ hôm thứ Ba, đỉnh lũ thứ hai đã bắt đầu hình thành, hiện đang tiến đến trung lưu dòng chính sông Hoài Hà. Hệ thống kiểm soát chống lũ lụt của thành phố Hoài Nam đã kích hoạt khu vực xả lũ Lạc Hợp Hoa. Đây là khu vực chứa lũ thứ 9 được kích hoạt trong lưu vực sông Hoài Hà. Hoài Hà hình thành đỉnh lũ thứ hai. Mực nước tại trạm Hoài Hà, Vương Gia Bá tăng từ 28,05m lúc 0 giờ hôm thứ Ba, tạo thành đỉnh lũ thứ hai. Đợt lũ thứ nhất của sông Hoài Hà trong năm nay hiện đang tiến đến trung và hạ lưu. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoài Hà cho biết, mực nước của Vương Gia Bá ngừng giảm và tăng trở lại từ 0 giờ hôm thứ Ba và tăng nhanh từ 28,05m lúc 0 giờ lên 28,81m lúc 12 giờ trưa cùng ngày, vượt quá mực nước cảnh báo 0,76m và còn tiếp tục tăng. Theo phân tích, dự kiến đỉnh lũ thứ hai sẽ đi qua Vương Gia Bá vào tối thứ Tư, vào sáng sớm hôm thứ Ba. Đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà đã vào hạ lưu hồ Hồng Trạch một cách an toàn. Phóng viên được biết từ Vương Chi của huyện Hồng Trạch, tỉnh Giang Tô rằng do cả bốn cửa xả lũ của hồ Hồng Trạch đã được mở để xả lũ nên dòng chảy ra khỏi hồ lớn hơn dòng chảy vào hồ trong nhiều ngày liên tiếp và mực nước hồ Hồng Trạch hiện đang giảm dần. Để đối mặt với đỉnh lũ thứ hai, vào lúc 16 giờ chiều thứ Ba, Bộ Chỉ huy Phòng thủ thành phố Hoài Nam đã kích hoạt xả lũ khu xả lũ Lạc Hợp Hoa. Đây là khu vực chứa giam giữ lũ thứ 9 được mở ở lưu vực sông Hoài Hà và là khu vực chứa lũ thứ 8 được mở trong tỉnh An Huy. Đỉnh lũ thứ hai đang tiến đến trung lưu dòng chính sông Hoài Hà. Tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng. Bộ Chỉ huy Phòng thủ thành phố Hoài Nam đã phát động khu vực xả lũ ở thung lũng Lạc Hà vào lúc 16 giờ chiều thứ Ba. Khu vực xả lũ Lạc Hợp Hoa nằm ở thành phố Hoài Nam và người dân trong khu vực xả lũ đã được sơ tán an toàn để chống lại đợt lũ thứ nhất và đỉnh lũ thứ hai, đồng thời đảm bảo an toàn cho kè sông Hoài. Hơn 30.000 chiến sĩ PLA, cảnh sát vũ trang và dân quân dự bị đang đứng vững hai bên bờ sông Hoài. Phòng trực chiến của quân khu Nam Kinh, các sư đoàn quân dọc sông Hoài Hà và bộ lực lượng vũ trang nhân dân đã thiết lập hệ thống trực ban kiểm soát lũ 24/24 và thông báo ngay tình hình lũ lụt cho các kỹ sư dọc sông Hoài Hà, bộ đội cầu phao, dân quân cứu hộ, đội xung kích. Quân khu tỉnh An Huy đã tổ chức và huy động hơn 20.000 dân quân và quân nhân dự bị để giúp các nạn nhân thoát khỏi ngập úng và tái định cư hợp lý cho các nạn nhân. Hiện tại, hơn 20 đội y tế do quân khu Nam Kinh và quân đoàn An Huy của cảnh sát vũ trang đã điều động đến An Huy, Giang Tô và các khu vực có nguy cơ nghiêm trọng khác dọc theo sông Hoài Hà. Theo trang web của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, do lượng mưa lớn liên tục gần đây, tính đến 8 giờ sáng thứ Năm, mực nước trên dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt mức cảnh báo. Mực nước tại Vương Gia Bá và hồ Hồng Trạch tiếp tục tăng, khẩn trương kiểm soát lũ sông Hoài Hà. Vào lúc 10 giờ, Huệ Lương Ngọc, Tổng Tư lệnh của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia, đã chủ trì một cuộc họp văn phòng khẩn cấp tại trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia và trụ sở phòng thủ sông Hoài Hà và trụ sở quốc phòng Hà Nam, An Huy và Giang Tô thông qua một hệ thống hội nghị truyền hình Úc tuyến từ xa. Vào lúc 11 giờ 5 phút, Trần Lôi, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước, đã phát lệnh kích hoạt khu vực chứa lũ Manh Oa để giảm mực nước hạ lưu sông và giảm áp lực của lũ thượng lưu và hạ lưu của Vương Gia Bá. Vào lúc 12 giờ 28 phút, tỉnh An Huy đã kịp thời mở cổng Vương Gia Bá và khu vực chứa lũ Manh Oa nước lũ bắt đầu tràn vào. Để đẩy nhanh tốc độ xả lũ của hồ Hồng Trị, trụ sở phòng chống hạn hán và lũ lụt tỉnh Giang Tô đã mở cửa mới của sông Mai Hê đúng giờ vào lúc 12 giờ trưa thứ Năm theo lệnh của tướng phòng thủ sông Hoài Hà và mở kênh xả lũ ra biển. Hai dự án trọng điểm trên dòng chính của sông Hoài Hà sẽ được đưa vào hoạt động gần như đồng thời. Điều này sẽ giúp giảm áp lực kiểm soát lũ lên dòng chính của sông Hoài Hà một cách hiệu quả và giảm mực nước của hồ Hồng Trị. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng của sông Hoài Hà, phòng thủ sông Hoài Hà và ba tỉnh dọc theo sông Hoài Hà dựa trên kế hoạch phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà được Quốc vụ viện phê duyệt, phát huy hết vai trò của các dự án bảo tồn và lập quy hoạch tổng thể chống ngập khoa học. Đầu tiên là sử dụng các hồ chứa thượng nguồn để chặn lũ và xen kẽ các đỉnh, và liên tiếp sử dụng hồ Xuyên, Himantan, Bạch Quy Sơn, Nam Loan và các hồ chứa khác để chứa lũ. Thứ hai là sử dụng các khu vực chứa lũ để chứa lũ và liên tiếp mở hồ chứa lũ Lão Vương Pha các khu vực ở Hà Nam, khu vực chứa lũ Manh Oa ở An Huy. Thứ ba, thông qua việc sử dụng các kênh dẫn lũ và lũ để phân phối và xả lũ kịp thời, dự án Phấn Hoài Vào Chi, kênh tưới tiêu chính ở phía Bắc Giang Tô và đường thủy ra biển đã được sử dụng để phân phối và xả lũ từ hồ Hồng Trị, thượng và hạ lưu sông Hoài Hà cùng chung một thuyền, đoàn kết như một, đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo an toàn phòng chống lũ lụt trên sông Hoài Hà. Khi Tổng đội phòng thủ sông Hoài Hà trưng cầu ý kiến của tỉnh An Huy về việc sử dụng khu vực chứa lũ Manh Oa, tỉnh An Huy đã nói rõ rằng họ sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà đã được Quốc vụ viện phê duyệt, vùng chứa lũ kiên quyết tuân theo công văn thống nhất của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Quốc gia và Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Hoài Hà.
khi Bộ Chỉ huy Phòng thủ sông Hoài Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Giang Tô chuẩn bị mở tuyến đường thủy, Bí thư tỉnh ủy Giang Tô Ngô Chính Long đã chỉ thị rõ ràng yêu cầu Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh tuân theo tình hình chung của lưu vực sông và đoàn kết giữ nước, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân dọc tuyến. Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Giang Tô đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ và mở lối ra biển đúng thời hạn. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng của sông Hoài Hà, các tỉnh ven sông Hoài Hà đã tập trung nắm tình hình chung, chủ động ứng phó với lũ sông Hoài Hà hiện nay dưới sự chỉ huy thống nhất của Bộ Tư lệnh Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Hoài Hà. Để tuân theo công văn thống nhất điều hành lũ và kiểm soát lũ của toàn bộ sông Hoài Hà, các tỉnh ven sông Hoài Hà đã hy sinh lợi ích của mình và đóng góp to lớn để đảm bảo an toàn chống lũ của sông Hoài Hà và an toàn tính mạng của người dân và bất động sản dọc sông Hoài Hà. Vào lúc 12 giờ 28 phút trưa thứ Năm, huyện Phương Chi, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã sử dụng khu vực chứa lũ Manh Oa để chuyển dòng chính của sông Hoài Hà. Theo Cơ quan Phòng vệ Quốc gia, sông Hoài Hà đang trải qua trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực lần thứ hai kể từ năm 1954. Vào tháng 7 năm 1954, lưu vực sông Hoài Hà đã trải qua một trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực do một trận mưa lớn trên toàn lưu vực và tình hình chống lũ cũng rất gay gắt. Lũ lụt cho đến nay đã khiến 1.808.000 hectare cây trồng ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà bị ảnh hưởng, trong đó 528.000 hectare bị hư hại, 17,46 triệu người bị ảnh hưởng, 34 người thiệt mạng, 31.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,44 tỷ nhân dân tệ. Đến 4 giờ sáng thứ Sáu, tại trạm thủy văn Vương Gia Bá trên dòng chính sông Hoài Hà đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 29,89 m, lưu lượng tương ứng 8.030 m³/giây. Hiện tại, lũ đang tiến đến hạ lưu Vương Gia Bá. Mực nước ở trung và hạ lưu dòng chính của sông Hoài Hà đã tăng nhanh. Tất cả các trạm kiểm soát chính đều đã vượt hoàn toàn mực nước cảnh báo, với một phạm vi cảnh báo từ 2,25 đến 3,69 m. Vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu, Vương Gia Bá của dòng chính sông Hoài Hà là 29,85 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,55 m, thấp hơn mực nước đỉnh lúc 4 giờ hôm nay là 0,34 m. Mực nước sông Du Nhe lên 27,99 m, cao hơn 0,24 m so với mực nước cao nhất trong lịch sử, cao hơn 0,91 m so với 12 giờ hôm qua. Mực nước Trịnh Dương Quan lên 26,6 m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,6 m, cao hơn 1,27 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Mực nước Hồ Hồng Trạch Giang Ba tăng lên 14,06 m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,56 m, cao hơn 0,24 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Để giảm mực nước của hạ lưu sông, cổng phân lũ Vương Gia Bá đã được mở vào lúc 12 giờ 28 phút ngày hôm qua để làm ngập khu vực chứa lũ Manh Hoa. Dòng chảy phân lũ tăng dần, đạt tối đa 1.730 m³/giây vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu. Việc phân lũ tích lũy ở Mạnh Oa với thể tích là 136 triệu mét khối. Để xả lũ trước, giải phóng dung lượng chứa và gặp lũ sau, kênh biển đã được mở để xả lũ vào lúc 12 giờ ngày hôm qua. Điều này đã làm chậm hiệu quả xu hướng dâng của mực nước Hồ Hồng Trạch. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, lưu lượng vào của Hồ Hồng Trạch là 13.100 m³/giây và lưu lượng ra của hồ là 11.900 m³/giây. Trong đó lưu lượng ra biển là 1.600 m³/giây. Được biết, cơ quan quốc phòng sẽ triển khai lại và thực hiện lại công việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt hiện tại trên sông Hoài Hà ngày hôm nay. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hoài Hà và Bộ Chỉ huy Phòng thủ các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô tăng cường hơn nữa công tác. Lãnh đạo chính của các tỉnh ủy, chính quyền tỉnh ba tỉnh đã ra tiền tuyến chỉ đạo công tác chống lũ, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã khẩn trương cử hai tổ công tác đến tuyến đầu chống lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và Giang Tô để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt, để tiếp tục giảm mực nước của dòng chính sông Hoài Hà. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã liên tiếp kích hoạt các khu vực xả lũ của kè trên và dưới lưu phương và khu vực xả lũ của đoạn Nam Nhuận sáng nay. Sau khi khu vực chứa lũ Mạnh Oa được kích hoạt, hiện tại có gần 600.000 người ở ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà để phòng thủ, bao gồm 200.000 ở An Huy, 160.000 ở Hà Nam và 200.000 ở Giang Tô, tổng cộng 542.800 người đã được di chuyển khẩn cấp, bao gồm 109,9 ở Hà Nam, An Huy có 383.900 người và Giang Tô có 47.000 người. Hiện tại, có hơn 200 điểm kè trên dòng chính và các nhánh của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy có nguy cơ tràn bờ, bao gồm 35 điểm trên sông chính của sông Hoài Hà và 169 đoạn trên các nhánh sông, tăng 12 điểm so với ngày hôm qua, và tất cả chúng đã được kiểm soát hiệu quả. Hiện tại không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè chính của dòng chính sông Hoài Hà, nào xảy ra ở các... Vâng, thưa quý vị,
vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Năm Quý Mão khốc liệt, Trung Quốc xảy ra 2 trận động đất trong ngày gần hồ chứa Tam Hiệp. Năm Quý Mão 2023, Trung Quốc đã hứng chịu liên tiếp nhiều thảm họa, bệnh dịch hoành hành trở lại, lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Bắc. Gần đây, động đất đã xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Vào sáng sớm ngày hôm qua đã xuất hiện 2 trận động đất, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và một trận động đất mạnh 3 độ Richter ở Vu Sơn, Trùng Khánh. Do Vu Sơn nằm trong khu vực trung tâm của khu vực hồ chứa Tam Hiệp, khiến mọi người lo ngại về sự an toàn của con đập Tam Hiệp. Theo mạng xác định địa chấn của Trung Quốc, vào 6 giờ 38 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter với độ sâu tiêu cự 10 km đã xảy ra ở quận Cổ Xã, Đường Sơn, Hà Bắc tại vị trí 39,78 độ Vĩ Bắc, 118,44 độ Kinh Đông. Được biết, trong 7 ngày qua, đã có 19 trận động đất mạnh từ 3 độ Richter trở lên trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn, và lớn nhất là trận động đất lần này. Do ở Đường Sơn từng xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ Richter năm 1976, nên trận động đất mạnh 5,1 độ Richter lần này được cư dân mạng Bắc Kinh rất quan tâm bình luận. Cư dân mạng xung quanh Đường Sơn liên tục chia sẻ, Bắc Kinh, Thiên Tân và Tân Hoàng Đạo đều cảm thấy sốc. Một số cư dân mạng nói rằng họ sợ hãi, đèn chùm rung chuyển, giường lắc lư và ban công rõ ràng cũng rung. Cư dân mạng cho biết cũng vào một sáng sớm tháng 7 trước đây 47 năm, thảm kịch động đất Đường Sơn đã giết chết ít nhất 600.000 người và vô số người bị thương nặng. Ngoài trận động đất mạnh 5,1 độ Richter ở Đường Sơn, một trận động đất mạnh 3 độ Richter đã xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh vào sáng cùng ngày. Theo xác định của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 3 độ Richter với độ sâu tiêu cự 11 km đã xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh, tâm chấn ở vị trí 30,93 độ Vĩ Bắc, 110,02 độ Kinh Đông vào lúc 2 giờ 30 phút ngày hôm qua. Tài khoản Tài Kinh Lãnh Nhãn chia sẻ trên Twitter, một trận động đất xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh là khu vực trung tâm của hồ chứa Tam Hiệp. Trận động đất trước kia xảy ra ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, bên ngoài khu vực hồ chứa Tam Hiệp, nhưng hiện tại nó đã di chuyển xuống phía khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Xu hướng này không ổn, năm nay lũ lụt siêu cấp khắp lưu vực sông, không biết đập Tam Hiệp có thể chịu được bao nhiêu trận động đất. Hiện tại lũ lụt đang hoành hành ở phía Nam và hồ chứa Tam Hiệp đã toàn lực xả lũ. Sông Dương Tử từ Giám Lợi, Hồ Bắc ở cửa hồ Động Đình đến cửa sông Thượng Hải, tất cả các mực nước đều vượt qua giới hạn cảnh báo. Tình hình lũ lụt ở Hồ Bắc đang trong tình trạng khẩn cấp. Hiện 1.081 hồ chứa vượt qua mức nước cảnh báo. Toàn bộ tỉnh Giang Tây bị lũ lụt bao vây và 14 đê chống lũ ở Bà Dương có lỗ hổng. Tình hình lũ lụt rất nguy hiểm. Đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong một dòng tweet khác, tài khoản Tài Kinh Lãnh Nhãn nói một trận động đất đã xảy ra ở Busan, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, một trận nhắm vào Tam Hiệp và một trận khác nhắm vào khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Bóng ma của trận động đất Đường Sơn đang ở đâu đây? Năm nay, Trung Quốc xuất hiện liên tiếp hết ôn dịch hồng thủy, nạn châu chấu, động đất thậm chí còn dữ dội hơn cả 10 nạn của Chúa Trời. Năm Quý Mão thực sự rất khốc liệt, hãy đợi xem còn điều gì sẽ xảy ra nữa. Trước đó, trong chưa đầy một tuần, trên khắp Trung Quốc đã xảy ra 14 trận động đất. Theo dữ liệu từ mạng địa chấn của Trung Quốc, 14 trận động đất rất nông xảy ra ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Tân Cương, Tây Tạng và các nơi khác. Độ sâu tiêu cự đều dưới 15 km và cường độ gần như đều trên 3 độ Richter, 4 trong số đó từ 4 độ Richter trở lên. Do mưa lớn liên tục, động đất thường xuyên, thảm họa địa chất như sụt lở đất và bùn đá xảy ra, người dân đã đặt ra mối lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Một số chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo trước đó rằng nguy cơ lớn nhất đối với đập Tam Hiệp là một trận động đất và lở đất ở thượng nguồn. Ngày nay, những thảm họa này đều đã xuất hiện. Trong thung lũng của thị trấn Tú Thủy, quận Uy Ninh, Quý Châu, cách huyện Hách Trương, Quý Châu 45 km, nơi xảy ra trận động đất 4,5 độ Richter và mấy ngày trước đó cũng xuất hiện tiếng động lớn trong suốt hơn 10 ngày. Các chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng đó là tiếng chim kêu và tuyên bố rằng không có trận động đất. Một số cư dân mạng cho biết trong vùng ở Quý Châu có tiếng rồng kêu, nhiều người đoán là một trận động đất. Các chuyên gia bác bỏ không phải động đất. Kết quả là rồng đất đã từ chối chấp nhận và bị sốc trực tiếp. Kết quả là địa long không phục, trực tiếp rung chấn. Lời nói của các chuyên gia có tin được không?
một số cư dân mạng cho rằng nói chung sẽ không có hiện tượng âm thanh lạ trước khi một trận động đất mạnh từ 9 độ Richter trở xuống, chỉ có trước một trận động đất rất lớn do sự di chuyển của các mảng lục địa, các lớp đá bị ép vào nhau và khoảng trống trong lòng đất không thể chịu được áp lực cao thì mới có hiện tượng âm thanh lạ. Đầu tiên sẽ có một trận động đất nhỏ tại nơi phát ra âm thanh và sau đó những ngọn núi tách ra và sụp đổ không còn xa nữa. Hiện tại, tình hình dịch bệnh của Trung Quốc vẫn đang lan rộng, thảm họa cũng đang xảy ra ở nhiều nơi. Đầu tháng này, nhiều nơi ở phía Bắc đã bị mưa đá tấn công, đường phố của các thành phố và thị trấn ngay lập tức biến thành sông băng. Một số người viết rằng có quá nhiều oan hồn ở Trung Quốc đại lục. Vào ngày đầu tiên của phiên họp lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh đang vào ban ngày đột nhiên trở nên tối sầm. Đèn xe hơi, đèn đường và các tòa nhà đều phải bật lên, sau đó là những trận động đất mưa lớn, tuyết lớn, bão bụi, kiến bay và những dị tượng khác xuất hiện trên khắp Trung Quốc. Một số người thốt lên rằng ông trời tức giận, con người oán trách. Năm Quý Mão 2023 là một năm toàn cầu đều không bình an, bệnh dịch vẫn đang hoành hành, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Bắc, châu chấu, mưa đá và các thảm họa khác ở Quế Lâm, Vân Nam và các tỉnh. Những thảm họa được dự đoán trong cổ thư Trung Quốc dường như đều nhất loạt cùng tới. Thưa quý vị, mực nước ở hồ Bà Dương lại rút xuống dưới 7 mét, lưu vực sông Trường Giang khô hạn liên tục. Cuối tháng 2 vừa qua, mực nước ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc lại hạ xuống dưới 7 mét. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 9 năm 2022. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, lưu vực sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc liên tục xảy ra hạn hán trong mùa hạ, thu, đông. Trên các chi lưu của sông Trường Giang chảy vào các hồ, một số đoạn đã khô cằn trong hơn 200 ngày. Mực nước hồ Bà Dương lại hạ xuống dưới 7 mét. Hôm vừa qua, Trung tâm Giám sát Thủy văn tỉnh Giang Tây ra thông báo cho biết, theo giám sát, mực nước tại trạm Tinh Tử của hồ Bà Dương trong ngày hôm kia là 6,99 mét. Tới 15 giờ ngày hôm nay, mực nước tiếp tục giảm xuống 6,82 mét, cho thấy xu hướng giảm liên tục. Từ cuối tháng trước do liên tục thiếu mưa nên mực nước hồ Bà Dương không ngừng giảm. Đến ngày hôm nay của 72 năm về trước, mực nước tại trạm Tinh Tử đã phá kỷ lục mức thấp nhất là 7,11 m được ghi nhận vào năm 1951. Tới ngày 9 tháng 10, mực nước hồ hạ xuống dưới 7 m, ghi nhận mới đây mực nước cực kỳ khô là 6,46 m trở thành mức thấp nhất trong lịch sử. Theo thống kê, trạm Tinh Tử đã ghi nhận tổng cộng 83 ngày hồ Bà Dương có mực nước hạ xuống dưới 7,11 m. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong tháng này, lượng mưa ở tỉnh Giang Tây sẽ vẫn rất ít và trạm Tinh Tử của hồ Bà Dương sẽ tiếp tục duy trì mực nước cực kỳ khô hạn. Hồ Bà Dương hiện là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây và bờ nam sông Trường Giang. Hồ Bà Dương nhận nước từ năm con sông là Cám Giang, Phủ Hà, Tín Giang, Nhiêu Hà và Tu Hà, chảy về hướng bắc vào hồ rồi đổ ra sông Trường Giang. Hồ Động Đình đang ở mức nước khô hạn. Ngày hôm qua, dữ liệu của Sở Thủy lợi tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, mực nước đo được tại trạm Thành Lăng Kỳ của Hồ Động Đình là 19,13 m, thấp hơn 2,12 m so với mức trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đây là hồ điều hòa của sông Trường Giang. Về tổng thể, nó là một trong 4 hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mực nước Hồ Động Đình luôn ở ngưỡng khô hạn. Dữ liệu đo được ở trạm Thành Lăng Kỳ luôn duy trì ở mức khoảng 19,2 m và đã kéo dài hơn 2 tháng. Sau khi mùa mưa ở Trung Quốc kết thúc, nhiệt độ cao và thiếu mưa liên tục đã khiến lượng nước đổ vào Hồ Động Đình giảm nghiêm trọng. Mực nước thấp nhất ghi nhận ở trạm Thành Lăng Kỳ là 19,12 m. Dự đoán trong tháng 3 năm 2023, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam nhìn chung vẫn tương đối thấp. Lượng mưa ở khu vực Hồ Động Đình sẽ ít hơn khoảng 20%. Tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn trong 7 tháng qua. Tờ tin tức kinh tế hàng ngày NBD của Trung Quốc đưa tin, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy đoạn sông Ô Giang chảy qua thành phố Tuân Nghĩa đã ngừng chảy và lòng sông khô hạn. Đây là con sông lớn nhất ở tỉnh Quý Châu. Một video khác tiết lộ rằng, nhiều ngôi làng ở huyện tự trị dân tộc Thổ Gia Duyên Hà, tỉnh Quý Châu đã thiếu nước trong nửa năm qua và chỉ có thể dùng nước được chuyển tới bằng xe cứu hỏa. Theo dữ liệu do ông Nghiêm Tiểu Đông Yan Xiang Đông, Giám đốc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cung cấp, kể từ tháng 8 năm 2022 tới nay, lượng mưa trung bình ở Quý Châu đã giảm gần 57% so với cùng kỳ các năm bình thường. Đây là lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1961. Hạn hán kéo dài suốt 3 mùa hạ, thu, đông vừa qua đã trở thành trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử ở Quý Châu. Nó nghiêm trọng hơn cả đợt đại hạn hán hồi năm 2009-2010.
Kỹ sư Vương Nguyệt Đồng của Bộ phận Dự đoán Khí hậu thuộc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cho biết, kể từ tháng 7 năm 2022 đến nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quý Châu đã giảm 47,7% so với cùng kỳ các năm bình thường. Theo thống kê, toàn tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn mang tính khu vực. Tình hình hạn hán nghiêm trọng hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông và phía nam của tỉnh. Mực nước của một số hồ chứa xung quanh thủ phủ Quý Dương đã giảm đáng kể. Vào ngày hôm qua, cơ quan khí tượng Quý Châu theo dõi tình trạng hạn hán và lũ lụt ở các trạm giám sát cho thấy toàn tỉnh có 19 trạm hạn hán nghiêm trọng, 28 trạm hạn hán nặng, 24 trạm hạn hán vừa và 10 trạm hạn hán nhẹ. Những đòn thiên tai thảm họa vẫn liên tục với tần suất xảy ra dồn dập, nhấn chìm đất nước Trung Quốc. Từ những cơn lốc xoáy động đất và nhất là lũ lụt do mưa lớn xảy ra thường xuyên, kéo theo chỉ tượng tai ương như dấu chỉ điểm báo kéo dài hàng chục ngày liên tiếp, khiến cho mọi hoạt động sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn vì thời tiết bị bão tố hoành hành nghiêm trọng và khắc nghiệt. Vào ngày hôm qua, Trung Quốc đóng cảng và đường sắt trước khi bão số 2 đổ bộ, trong bối cảnh đất nước hiện vẫn đương đầu với hậu quả của lũ lụt. Hãng thông tấn South China Morning Post sáng nay đưa tin, cơn bão số 2 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi hành hành và càn quét đảo Hải Nam và các vùng ven biển vào ngày hôm trước đó. Giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3 với cơn bão và yêu cầu đóng cảng đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. Để đề phòng ảnh hưởng từ cơn bão số 2, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên, bảo tàng, công cộng, đồng thời cảnh báo người dân dừng tụ tập quy mô lớn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Hơn 150 tàu bao gồm cả tàu chở khách và chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Tính đến ngày hôm qua, tâm bão số 2 nằm ở tỉnh Phúc Kiến khoảng 740 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Cơn bão số 2 dự đoán sẽ gây mưa lớn tới các khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang và đảo Đài Loan. Bão số 2 đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Giang Tây, miền Trung đất nước vừa hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục khiến ít nhất 258 người đã chết. Chính quyền tỉnh Hải Nam đang dần xử lý đống đổ nát và lưu lại những con đường chất đầy xe cộ, đồ đạc bị lũ cuốn. Đợt mưa lũ được nhận định trong năm có một ở Giang Tây ảnh hưởng đến hàng triệu người và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Quan chức ứng phó khẩn cấp của tỉnh Giang Tây cam kết chính quyền sẽ làm sạch và khử khuẩn quy mô lớn để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau thảm họa thiên nhiên. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão số 2 đổ bộ có thể gây ra nhiều trận mưa như trút nước tới các khu vực của tỉnh Giang Tây trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 2 đổ bộ tỉnh Phúc Kiến khi mang theo những trận mưa xối xả dẫn đến thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản với ít nhất 33 người thiệt mạng. Bão mạnh kèm theo mưa lớn được dự đoán sẽ gây sạt lở đất tại các vùng duyên hải ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến. Trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương, giới chức phòng chống thiên tai Trung Quốc đã cử các đơn vị chuyên trách tới tỉnh Phúc Kiến và thành phố Thượng Hải để hỗ trợ hướng dẫn triển khai công tác phòng chống ứng phó bão. Trước đó, Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo cao mức thứ 2 đối với bão số 2, ban hành cảnh báo màu cam, đồng thời nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt và bão khẩn cấp từ mức 4 lên mức 3. Bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực ở các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, phá hủy và bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 2 gây ra là nặng nề nhất với tổng giá trị lên đến 31 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, trong một diễn biến khác, nhiều người trong số hàng triệu nạn nhân đang phải tá túc ở các trại sơ tán sau thảm họa động đất kép, sóng thần mới đây vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến hàng trăm đợt dư chấn kinh hoàng sau đó. Số người chết liên quan đến thảm họa kép nhiều đến nỗi, các giới chức địa phương đã bắt đầu đào mộ tập thể để chôn cất các nạn nhân thiệt mạng. Theo tờ báo địa phương đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm qua tại Tứ Xuyên, hàng trăm ngôi làng trong một thị trấn không còn ngôi nhà nào có thể trụ vững sau khi bức tường nước từ con đập Lô Châu chết chóc ập tới chấp nhoáng, cuốn phăng mọi đồ đạc và cả những người thương yêu vẫn ám ảnh những nạn nhân còn sống sót.
Trong các hình ảnh quay lại từ trên cao, cả một thị trấn rộng lớn sau khi hứng chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất 6,5 độ Richter, tiếp theo sau đó là sóng thần cao tới 10 mét từ một con đập bị vỡ gần đó vào sáng ngày hôm qua, đã san bằng nhiều khu vực. Kinh hoàng nhất là các nạn nhân vẫn không ngừng được đưa ra từ đống đổ nát. Gây nhức nhối hơn cả có lẽ hình ảnh của những người sống sót lần tìm trong từng túi đựng thi thể để tìm kiếm người thân mất tích của mình. Theo tường thuật của một tờ báo Trung Quốc đưa tin, khoảng 120 người được cho là có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn. Một ngôi mộ tập thể có diện tích khoảng 1.000 m2 đang được đào ở khu vực Tứ Xuyên, Thanh Hải để sẵn sàng chôn gần 500 nạn nhân và sẽ được mở rộng ra nếu cần. Các nhân viên cứu hộ đã nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng khóc của trẻ con trong đống đổ nát này. Một người dân địa phương có tên là Lưu Ninh nói với báo giới, hàng trăm thi thể được tìm thấy ở các làng mạc hạ lưu con đập Lô Châu và giới chức trách sợ rằng nhiều người có thể đã bị bùn lầy và đất đá vùi lấp sâu hàng chục mét. Trong khi đó, nhiều người sống sót trong tuyệt vọng phải đối mặt với nhiều đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, xếp hàng để nhận thực phẩm cứu trợ. Nhiều nơi đã xảy ra tình trạng hôi của hỗn loạn, ai ai cũng như có lửa đốt trong người. Đó là cảm xúc chung của những người sống sót đang mong ngóng tin tức về người thân mất tích. Anh Ly, một người bị thương đang được cho là điều trị tại bệnh viện quân đội Lô Châu vừa khóc vừa kể lại. Thời khắc trận động đất cực mạnh làm rung chuyển căn phòng khách sạn ở tầng 5 nơi anh ở cùng vợ và con gái, hoàn toàn không có thời gian để chúng tôi tự cứu lấy mình. Tôi bị quăng quật vào những bức tường đổ nát, tôi nghe thấy tiếng vợ kêu cứu nhưng sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không biết cô ấy và con tôi ra sao rồi, chỉ biết cầu cho họ an toàn, anh Ly kể lại. Với những người bị mất tích, người thân, mong mỏi lớn nhất của họ là người thân được an toàn. Thế nhưng không ít trường hợp chỉ có thể tìm thấy người thân mất tích trong những túi đựng thi thể. Tàn khốc nhất chính là giới chức chính quyền Trung Quốc đang chuẩn bị một lễ chôn cất tập thể cho các nạn nhân. Giữa lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ những người mất tích mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo trang tin ABC, khu vực gần tâm chấn của trận động đất thậm chí không còn ngôi nhà nào trụ vững. Gia đình Bai Yu có tới 7 người thân mất tích, trong đó cậu con trai nhỏ. Khi thảm họa kép tấn công làng giữa lúc cả gia đình đang ngủ vào rạng sáng ngày hôm qua, sau một ngày vật lộn tìm kiếm đến sáng nay, Bai Yu tìm thấy thi thể con trai ở một sân bóng đá địa phương, nơi đang trở thành nhà xác tạm thời. Tôi không thể nhận ra mặt con trai, tôi chỉ nhận ra qua quần áo. Người con tôi không còn chỗ nào lành lặn, người cha khắc khoải. Đây là đứa con duy nhất của chúng tôi, nó là tài sản vô giá của tôi. Tôi đau đớn lắm, chúng tôi buộc phải chôn cháu càng sớm càng tốt. Nói về những thiệt hại nghiêm trọng trong thảm họa kép này mang lại, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc sáng nay đưa ra con số trên dựa vào báo cáo từ các sở y tế tại Lô Châu. Tuần Xin là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất. Các bệnh viện địa phương đang quá tải khi phải điều trị cho hơn 540 người bị thương và nhiều người phải nằm ngoài trời. Ông Coman, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết họ đang rất cần một bệnh viện dã chiến, giường, thuốc men, mùng mền và nhân viên y tế. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến mức độ thiệt hại vật chất nghiêm trọng khi hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, khu mua sắm và khách sạn đổ sập. Theo hãng tin AP, một cây cầu lớn được xem là biểu tượng địa phương đã bị phá hủy hoàn toàn, trong lúc giao thông trên con đường cao tốc duy nhất bị tê liệt do lở đất. Ngoài ra, đội cứu hộ khó khăn khi tâm chấn của trận động đất nói trên nằm ở độ sâu 10 km gần thị trấn Lô Châu, nơi địa phương từng có 30.000 người sinh sống này được cho là bị tàn phá nghiêm trọng hơn so với Bình Liêu. Theo ông Hu, nhà chức trách vẫn chưa nắm được thông tin về mức độ thiệt hại do hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Đáng chú ý là thị trấn này có 14 người thiệt mạng, 98 người bị thương trong trận động đất mạnh ở cấp độ 6,1 độ Richter xảy ra 4 giờ trước trận động đất mạnh nói trên. Quân đội, cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã cử người đến tham gia tìm kiếm người mất tích và thi thể nạn nhân khắc phục hậu quả. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn bởi hạ tầng hư hại, tình trạng mất điện trên diện rộng và khó khăn trong liên lạc tại những nơi bị động đất tàn phá. Giới chức Trung Quốc cho biết Lô Châu và khu vực xung quanh đã hứng chịu ít nhất 100 cơn di chấn theo trận động đất mạnh 7,5 độ Richter. Nhà chức trách Trung Quốc thúc giục người dân không về nhà và tránh xa các tòa nhà do nguy cơ của các dư chấn vẫn còn. Theo Le Pentime của Trung Quốc mới đây đưa tin, cơ quan kiểm soát lũ lụt cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến gần 35 triệu người, 146 người chết và mất tích, phá hủy 72 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,93 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phân bổ 795.000 nhân dân tệ, khoảng 122,4 triệu đô la Mỹ để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão và lũ lụt.
Theo Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia, khoản tiền trên sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ 5 ngày trước, hầu hết các khu vực ở Sơn Tây đã trải qua những trận mưa lớn. 6 giờ sáng ở huyện Bộ Lâm Phần, khu Lợi Trung đã xảy ra sạt lở đất. Sau khi video quay lại thảm họa được phát tán lên mạng, nó đã nhanh chóng lan tỏa. Trong video, vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra trên ngọn núi, ngay lập tức vùi lấp phương tiện cơ giới dưới núi, có cái bị đẩy thẳng xuống sông bên cạnh. Trận lở đất đã gây tắc nghẽn trên đoạn đường Hoàng Lăng của đường cao tốc địa phương G65. Nhiều tài xế đã trú ẩn trong đường hầm tới 12 giờ, tuy nhiên quan chức không tiết lộ có tài xế nào bị thương hoặc bị thiệt mạng hay không. Thông tin chi tiết về các thảm họa vẫn chưa được công bố. Một số cư dân mạng cho rằng nếu không có video thì quả thật không biết trận lở đất có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Hiện trường là thảm họa rồi, sau lại trốn vào đường hầm, còn không nhớ thảm họa gần đây trong đường hầm hay sao? Sau trận lụt Trịnh Châu, tôi cảm thấy thật không thoải mái khi nhắc đến đường hầm. Ngoài sạt lở đất ở sông Mã, 5 tỉnh Sơn Tây đã bị vỡ đê nhiều lần và nhiều ngôi làng ở Thanh Từ, huyện Kỳ bị ngập lụt. Khoảng 15.000 người ở 8 ngôi làng đã được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm. Ngoài trận mưa lớn ở Sơn Tây, dông lốc nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Trung tâm theo dõi cảnh báo thiên tai địa phương đã ban hành cảnh báo màu đỏ với mưa lớn, sấm sét và mưa đá, có nơi lượng mưa vượt quá 200mm trong 24 giờ. Đây là lượng mưa lớn nhất cùng kỳ lịch sử. Vào sáng sớm ngày hôm nay, tại Đại Liên có mưa lớn và mưa đá, nhiều người dân bị đánh thức bởi tiếng mưa đá to. Trong đêm, người dân thức dậy phát hiện xe của họ bị mưa đá đập vỡ kính xe, còn thùng xe chìm trong nước. Theo những hình ảnh và video cư dân mạng đăng tải, trận mưa đá to bằng quả trứng, đường kính tối đa từ 7-8cm to bằng quả nắm tay. Báo cáo dẫn lời những công dân sống ở Đại Liên hàng chục năm cho biết họ chưa từng thấy một trận mưa đá nào lớn như vậy. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bảo hiểm Đại Liên, thời tiết khắc nghiệt đã gây ra thiệt hại cho hơn 20.000 phương tiện tại Đại Liên. Sân bay quốc tế Đại Liên bị ảnh hưởng bởi mưa đá bất ngờ và thời tiết khắc nghiệt. Một số máy bay bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, một số chuyến bay bị hoãn, thậm chí bị hủy. Trong đợt này, 16 hồ chứa ở tỉnh Liêu Ninh đã được mở để xả lũ. Cán bộ cho biết tỉnh Liêu Ninh đã chuyển tổng cộng 4.513 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Dân số bị ảnh hưởng của tỉnh là gần 16.600 người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 2.500 ha, thiệt hại hơn 168 triệu nhân dân tệ. 90 triệu dân đón tin vui, chính phủ Việt Nam kiên quyết từ chối gặp mặt Thủ tướng Trung Quốc nếu chỉ muốn đàm phán về vấn đề mở cửa biên giới. Thưa quý vị, chính phủ Việt Nam đã nhận được thông tin của Đại sứ quán Trung Quốc. Trong 3 ngày tới, Thủ tướng Trung Quốc muốn sang thăm Việt Nam, trước là vì tình anh em kết nghĩa bấy lâu nay, và thứ hai là muốn trợ giúp Việt Nam về mặt kinh tế. Thứ cuối cùng là món Việt Nam mở cửa biên giới đón làn sóng di dân Trung Quốc. Thưa quý vị, quá ngược đời, một nước mà chuyên nhăm nhe cướp đất là kẻ thù của chúng ta mà giờ đây họ còn mặt dày sang Việt Nam để cầu xin Việt Nam cho dân họ lánh nạn. Quả thật là không thể chịu được nổi những phát ngôn ngông cuồng của anh hàng xóm xấu bụng. Thưa quý vị, được biết Chủ tịch Tập Cận Bình giao chỉ thị đích thân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang Việt Nam đàm phán, yêu cầu mở cửa biên giới cho làn sóng người Trung Quốc và lánh nạn. Theo đó, vào ngày hôm qua, số người Trung Quốc đến biên giới Việt Nam đã lên tới con số 27 triệu người. Vì chính phủ Việt Nam nhất quyết không cho những người Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam, nên con số đang gia tăng theo từng ngày. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc đã mất bình tĩnh và giao chỉ thị mật cử Thủ tướng Lý Khắc Cường sang Việt Nam để ép Việt Nam mở cửa biên giới. Được biết, Thủ tướng Trung Quốc sắp có chuyến công du Việt Nam vào 3 ngày tới. Tập Cận Bình tuyên bố nếu Thủ tướng Trung Quốc đích thân sang đàm phán mà Việt Nam vẫn không chịu mở cửa biên giới thì Trung Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ và có biện pháp trừng phạt Việt Nam. Tập Cận Bình nói Việt Nam là một nước láng giềng tốt cũng như là một người anh em ruột thịt của Trung Quốc nên Việt Nam hãy mở rộng vòng tay đón người di dân Trung Quốc. Hai quốc gia của chúng ta là một chế độ cộng sản và phải biết đùm bọc lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, sau khi Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc phát biểu trên kênh truyền hình Trung Quốc CCTV, đã có rất nhiều người không thể bình tĩnh và phản pháo lại ý kiến trên của Chủ tịch nước Trung Quốc. Người dân Việt Nam nghe xong thì vô cùng tức tối, bởi từ xưa đến nay Trung Quốc chỉ nhăm nhe cướp đất, muốn cai trị Việt Nam chứ không bao giờ có chuyện anh em tình nghĩa ruột thịt. Vậy nên Việt Nam chúng ta phải hết sức cảnh giác với sự ngọt ngào của Trung Cộng. Thưa quý vị, mới đây, động đất lở núi kinh hoàng nuốt trọn hàng trăm ngôi nhà ở Thiểm Tây, quê của ông Tập Cận Bình, cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 150 người, trong đó có cả con gái của Triệu Lộc Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, một tay chân của Tập Cận Bình. Hàng ngàn người đã phải chết lầm than sau vụ sạt lở núi nghiêm trọng này.
thì điểm tham quan du lịch thắng cảnh bỗng chốc trở thành ngày thảm họa của hàng trăm khách du lịch ở Tây Tạng. Đang đi tàu thì núi lở khiến cho ít nhất 7 người tử vong. Đã có cảnh báo song nhiều người đã bỏ qua. Diễn biến của những sự kiện này ra sao? Tất cả đều có trong bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị khán giả và các bạn lắng nghe. Thưa quý vị, mới đây một đoạn video quay lại cảnh tượng kinh hoàng được Lưu Minh, một học sinh 18 tuổi đăng lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã trở nên hot ngay sau đó. Vụ việc đã được xảy ra vào ngày hôm qua tại thành phố Tây An, Thiểm Tây khi một trận lở núi gây ra bởi lượng mưa kéo dài khiến cho lớp đất mất hết kết dính bị lở ra rồi đổ xuống nhiều ngôi làng dưới chân núi. Thảm họa đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy, vùi sâu trong lớp đất đá. Hiện vẫn còn rất nhiều người mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới lòng đất. Các lực lượng cứu trợ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Trường hợp thương tâm nhất được cho là con gái của sói lang Triệu Lộc Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, nằm trong bộ sậu thân tín của ông Tập Cận Bình. Triệu Vĩ Tâm, 18 tuổi, đang tổ chức sinh nhật của mình thì vụ lở đất xảy ra, cướp đi sinh mạng của cô. Được biết, lượng mưa lớn liên tục xối xả trong vòng 3 tiếng bằng lượng mưa cả tháng cộng lại là nguyên nhân chính gây nên thảm kịch này. Cơn bão số 2 vừa qua cũng đã vượt qua mức trung bình của cả tháng vừa rồi, làm ngập lụt các đường phố, cuốn phăng ô tô và xe buýt, để lại rạn nứt dài hàng trăm mét trên sườn núi của khu vực. Chủ tịch tỉnh Thiểm Tây cho hay đây là một trận mưa tồi tệ nhất kể từ năm 1932. Chính quyền tỉnh này ước tính rằng có ít nhất có 180 ngôi nhà xung quanh đồi Chu Sơn đã bị xóa sổ hoàn toàn vào trong đống đổ nát và hơn 4.200 người khác phải di rời đi chỗ khác. Trong lúc đó, một vụ sạt lở nữa lại xảy ra vào sáng nay đã khiến cho nhiều người phải rời bỏ nhà cửa di chuyển đến nơi an toàn. Mặc dù người dân ở đây đã quá quen với cảnh mưa bão nhưng chưa bao giờ phải trải qua thảm kịch như lần này. Ai cũng hoảng loạn và lo lắng cho tính mạng của chính mình và người thân. Thưa quý thính giả, những thảm họa thiên nhiên của Trung Quốc gần đây thì không chỉ riêng người còn sống phải gánh chịu hậu quả nặng nề, mà ngay cả hàng ngàn người đã xuống địa ngục và tưởng chừng như đã yên giấc ngàn thu vẫn tiếp tục hứng chịu những thiên tai thảm họa. Đây là một sự kiện hy hữu. Vào lúc 16 giờ 45 phút chiều hôm qua, tại Quảng Độ thuộc tỉnh miền núi Quảng Tây, thảm họa lở đất đá kinh hoàng đã kéo theo hơn 1.000 quan tài xuống một con sông gần đó. Kinh hồn nhất là những quan tài lâu năm bị mục rữa, rớt xuống vực vỡ vụn. Nhiều thi thể đã bị phân hủy lộ ra khiến cho ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy phần lớn các vách đá bị sạt lở với rất nhiều quan tài và thi thể nằm ngổn ngang cũng như xen lẫn lớp đất đá bên dưới với độ sâu gần 50 mét. Vụ việc làm cho các cư dân mạng một phen hoảng hốt vì thảm họa hy hữu trên. Các quan chức trong vùng gọi đây là thảm họa không thể lường trước. Trong số hàng ngàn những quan tài bị đổ xuống, cho đến chiều tối ngày hôm nay đã có khoảng 300 cái được vớt lên. Điều khó khăn nhất chính là nhận dạng những thi thể khi đã hóa thành những bộ xương khô và sắp xếp chúng lại. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên hồi nhưng không muốn ngừng nghỉ. Bầu trời Trung Quốc liên tục 24/24 giờ không khác gì những ngày tận thế. Vào sáng ngày hôm qua, bão Hinat giật cấp 17 với sức gió 220 km/h đã đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn, thành phố Liêu Ninh, Sơn Đông và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời, làm sập 1,4 triệu căn nhà và làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế. Tòa nhà Trung Nam Hải cũng bị sét đánh cháy mái nhà. Hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh theo dòng lũ. Đồng thời, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, bật gốc, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Cầu cống, đường xá, điện, đường, trường, trạm bị ngập lụt. Toàn bộ 2/3 diện tích của Bắc Kinh phải sống trong bóng tối và ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói và mang hành lý di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Thưa quý vị, bão chồng bão, lũ chồng lũ, hiện chính quyền của ông Tập đang rất sốt ruột, lực bất tòng tâm bởi vì thiên nhiên được cho vẫn đang trút những cơn cuồng phong bão tố và lũ quét trừng phạt Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương cho biết, đêm và rạng sáng nay, bão Hinata đã gây ra mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn hai con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm các cửa xả để xả lũ.
hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét. Nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền, người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão Hinata còn gây gió giật tới cấp 15, 16 và 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô, Chiết Giang. Con đập Tam Hiệp được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới dự báo sẽ không chịu được sức ép khủng khiếp này, và nếu như không chịu được cơn bão Hinata tàn phá, siêu đập lớn nhất của Trung Quốc cũng như lớn nhất của thế giới sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm hoàn toàn gần như toàn bộ quốc gia Trung Quốc ra ngoài biển khơi, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Chính quyền ông Tập đã phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 17 tiểu đoàn cùng các tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp, cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay nhau quần thảm Bắc Kinh làm cho Trung Quốc đã tồi tệ, nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Đây được coi là nhân quả báo ứng đã sắp đặt sẵn cho phía Trung Quốc sau biết bao nhiêu tội lỗi gây ra cho toàn thế giới. Nhiều người đang cầu nguyện cho người dân Trung Quốc bởi họ cho rằng người đáng bị trừng phạt bởi luật nhân quả báo ứng chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, là ông Tập Cận Bình chứ không phải những người dân vô tội. Thưa quý vị, hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc vì những tuyến đê bao xung quanh của sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp bởi nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Theo tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc của bão Hinata đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành của phía Bắc cũng bị lũ lụt cuốn trôi. Cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong cơn bão Hinata. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão Hinata mang theo gió mạnh, mạnh tới cấp 17, ở tâm bão với sức gió hơn 221 km/h đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm qua. Đây là thời gian mà người dân Trung Quốc đang nghỉ ngơi, chìm trong giấc ngủ, chăn ấm, đệm êm. Chính vì vậy, thiệt hại cũng như là mất mát diễn ra rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão Hinata là 220 km/h, đồng nghĩa di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão Hinata là cơn bão số 2 của Trung Quốc trong năm 2023 này. Kể từ đầu tháng, hơn 6 triệu người sơ tán khẩn cấp khỏi những nơi nguy cơ ngập lụt nặng bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan Khí tượng Thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão Hinata tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại về người và của do cơn bão gây ra. Nhưng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự báo rằng thiệt hại là vô cùng to lớn, lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới đã đưa ra rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão đã tàn phá các tỉnh thành của phía Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình mất ăn, mất ngủ. Thay vì cứu vớt cho người dân của mình thì ông Tập cho tàu chiến gây hấn với cả Mỹ, Việt Nam ở ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm, đảo Đá Ba Đầu và eo biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết, đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập đang tạo ra ngoài Biển Đông bất chấp lũ lụt, mưa bão đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, từ đầu năm tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ và dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói, dịch bệnh COVID-19 tàn phá nặng nề Trung Quốc khiến cho nền kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử.
Ngoài ra, từ đầu tháng trước cho đến bây giờ, mưa lũ, bão tố liên tục ập tới, đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống khiến cho con đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Theo các chuyên gia, con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng tình hình mưa bão vẫn tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như là lũ quét, sạt lở, vòi rồng, thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc cũng như lớn nhất thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Trung Quốc tiếp tục hứng chịu nhiều trận thiên tai, dị tượng vùi dập, giáng xuống đất nước này, và nạn nhân trong thời gian gần đây thường là các quan chức, binh sĩ của Trung Quốc, như cách mà dư luận cho rằng ông trời đã chọn đúng người đúng tội để trừng phạt. Hai ngày qua, nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Vân Nam, liên tiếp xuất hiện các dị tượng như siêu thiên thạch rơi tại Bắc Kinh, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, ở tỉnh Vân Nam, trước khi trận động đất kinh hoàng mạnh hơn 7,1 độ Richter xảy ra, khiến cho hàng ngàn binh sĩ, sĩ quan Trung Quốc thiệt mạng. Trên không trung, thuộc khu vực này cũng đã xuất hiện dị tượng bầu trời bị bao trùm một màu đỏ bất thường. Hàng chục ngàn con quạ đen và chim bay lượn rợp trời kêu lên hàng loạt âm thanh to lớn náo động mang thông điệp của thần chết, làm dựng tóc gáy cho rất nhiều người, như là biểu tượng và điềm xui xẻo mà hai loại chim này mang lại. Kính thưa quý vị, đất nước Trung Quốc với biệt danh là đất nước nổi tiếng với hơn 5.000 năm lịch sử và tứ đại phát minh mang tầm ảnh hưởng thế giới. Thế mà giờ đây nó đã được coi như là hủy hoại hoàn toàn sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo nước này. Đạo gia Trung Quốc thường nói, nhất nhân tạo nghiệp lụy gia nhân, quân vương vô đạo họa thân sinh. Một người bình thường làm điều xấu sẽ liên lụy đến cả gia đình. Nhân thân là bậc đế vương mặc cho người đứng đầu đất nước cai trị ở địa vị cao, nhiễm nhiên, nghịch thiên, phản đạo, cuồng vọng, bạo đồ ắt sẽ khiến quốc gia gặp đại họa, dân chúng khốn khổ, sinh linh lầm than. Chứng kiến những gì đã và đang xảy ra tại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo độc đoán, tàn bạo của Tập Cận Bình, chưa bao giờ điều này là ứng nghiệm một cách chính xác đến thế. Những bậc quân minh thời xưa đều rất chú trọng tu dưỡng bản thân, luôn biết kính sợ, khiêm nhường, hành xử chuẩn theo đạo trời. Họ đều nhận thức được rằng mệnh của chính mình cũng đại biểu với ông trời tại nhân gian. Nếu như không thể hành xử thuận theo ý trời thì thiên tai dị tượng ắt sẽ xuất hiện và hủy diệt để cảnh báo con người. Lúc này đế vương nên biết chay giới thanh tịnh để bái thần linh thiên địa, hơn nữa cần sự trách phạt cảnh tỉnh bản thân, thuận thiên trời mà ra lệnh, xem các họa mà tự cân nhắc. Nhìn lại bối cảnh hiện tại trên thế giới, nhất là vùng đất ở Trung Quốc đại lục, đạo đức đang tụt dốc, xã hội suy đồi, con người chỉ lao vào kiếm tiền bằng mọi giá, tôn thờ chủ nghĩa vật chất bất chấp thủ đoạn, coi thường và phỉ báng thần Phật. Điều mà những kẻ bại hoại tội lỗi thường viện dẫn để an ủi, bảo vệ cho hành động bất chính của mình là không thấy, không tin trên đời, không có thần Phật nào, chết là hết, là trở thành cát bụi. Vì thế, Trung Quốc, nơi mà xưa nay vẫn được con cháu hoa họa tự hào là thằng châu đại địa, hiện đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Khi thiên tai nhân họa xảy ra triền miên, hồng thủy, hạn hán, lũ lụt, băng tuyết, động đất, ôn dịch, mưa đá, nhân tai, tấn công và hoành hành ngày càng dữ dội, đó phải chăng là lời cảnh tỉnh của Thượng Thiên, ông trời luôn từ bi và sẽ cho con người cơ hội. Dù quan chức hay người dân phổ thông, mỗi người đều cần tu dưỡng đạo đức, bởi đó mới là sợi dây chắc chắn gắn kết con người với Thượng Thiên bình an vượt qua đại nạn. Nhưng điều này sẽ trở thành vô nghĩa đối với những kẻ không biết trời cao, đất rộng là gì như Tập Cận Bình và nhà cầm quyền cộng sản của nước này. Kính thưa quý vị, trước một ngày khi trận động đất mang tính hủy diệt nhắm vào quân đội Trung Quốc xảy ra, hàng chục ngàn con quạ và chim lợn không biết từ đâu bay tràn ngập trên bầu trời Vân Nam. Bóng tối bao trùm kèm theo những tiếng kêu rợn người, mang âm thanh và sứ giả của thần chết, làm cho nhiều người rất hoang mang, lo sợ. Họ đã nghĩ đến một biến cố về tai nạn nào đó khủng khiếp sắp xảy ra trước dị tượng bất thường trên, và sự lo lắng của họ đã trở thành sự thật. Vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, một trận động đất được cho là mạnh hơn 7 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 10 km trong lòng đất đã xảy ra gần khu vực huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, nhấn chìm mọi thứ tại một căn cứ quân sự quy mô của quân đoàn 5 của Trung Quốc xuống lòng đất.
biến một lữ đoàn tên lửa tương đương gần 1.000 binh sĩ và sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chìm trong lòng đất, mặc cuộc tập kết với một lực lượng lớn quân đội tại một tỉnh có đường biên với nhiều tỉnh thành Tây Bắc của Việt Nam, được cho là đang chuẩn bị âm mưu dạy cho Việt Nam bài học lần hai mà các tướng lĩnh diều hâu hàng đầu của Trung Quốc đang thúc đẩy và ủng hộ. Dư chấn của trận động đất cũng đã phá hủy nhiều tòa nhà hành chính của chính quyền và nhiều nhà dân ở huyện Bảo Sơn, khiến cho hàng ngàn người khác thiệt mạng. Nhiều tòa nhà ở huyện Ngọc Khiêm xung quanh thủ phủ Côn Minh, các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam là Sơn La, Lai Châu cũng cảm nhận sự rung lắc mạnh. Ngoài ra, hai cây cầu hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc cũng bị sập hoàn toàn cả hai chiều do tác động mạnh từ trận động đất này. Kính thưa quý vị khán giả, trước đó vào trung tuần tháng này, một tai nạn xảy ra trên đoàn tàu cao tốc đông đúc trong thời tiết mưa bão, khiến cho khoảng 350 người thiệt mạng. Cây cầu ở Thanh Hải, Trung Quốc đã bị sập cả hai chiều do tác động mạnh từ trận động đất kèm theo mưa mới đây. Cụ thể, vào ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Manroi, thuộc một khu tự trị của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, khiến cho hai cây cầu cao tốc hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc bị sập. Hai cây cầu bị sập cách nhau 3 km gồm cầu Yametan với tổng chiều dài 507 m và cầu Yemetan số 2 với tổng chiều dài là 907 m. Do cầu Yametan cách tâm chấn động đất chỉ có 7 km nên thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, cầu Yametan bị sập cả hai chiều, từng đoạn mặt cầu sập gãy như loạt domino bị đổ và các trụ cầu cũng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Hàng trăm xe cộ hư hại và tổng số người thiệt mạng là hơn 350 người. Lý giải về điều này, ông Trần Kim Lũ, kỹ sư cao cấp của công ty tư vấn hữu hạn Thanh tra Giao thông Thanh Hải cho hay, do cường độ trận động đất xảy ra tương đối lớn, 7,4 độ Richter, sóng địa chấn của trận động đất có lực hướng về phía đông và một lực hướng từ nam sang bắc, chính là hướng nam bắc này đã gây ra hiện tượng sập cầu về một hướng và một vấn đề mặt đường bị phồng cũng là do tác động theo hướng nam bắc này. Theo kỹ sư này, do mặt cầu cách mặt đất không cao nên gầm cầu ít bị hư hỏng, không bị nứt khi rơi xuống, liên kết toàn thể thân cầu đã bị ảnh hưởng nặng. Trong bước tiếp theo, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu phụ gầm cầu và quyết định phương án tái thiết lại. Cầu Yametan thuộc tuyến cao tốc A10 và thành phố cảng miền Bắc Trung Quốc cũng bị sập vào khoảng 16 giờ 30 phút vào ngày hôm qua. Thật không may, lúc đó có khoảng hơn 350 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Theo AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cho biết, các phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát và các tòa nhà gần hiện trường đều bị hư hại. Đoạn bị sập dài khoảng 2 km trên cây cầu rơi xuống dòng sông, đường dây và các tòa nhà ở phía dưới. Sự cố xảy ra khi trời đang mưa xối xả do ảnh hưởng của bão. Cầu Yametan được xây dựng từ những năm 1980 và trùng tu phần năm 2006, thuộc tuyến cao tốc nối với Hồng Kông và các khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại thời điểm này khá đông do người dân đang trong cuộc di dân trong trận mưa lũ. Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy hàng trăm phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra. Anh mô tả đây là một cảnh tượng như ngày tận thế. Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc viết trên Weibo rằng ông đang theo dõi sự việc với nỗi sợ to lớn và dường như đây là một thảm kịch kinh khủng. Vào rạng sáng ngày hôm nay, lũ lụt lở đất trên diện rộng ở mức độ 4 cũng đã xảy ra ở Hồ Bắc và Hồ Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, sau những lời tuyên bố vô lý ngông cuồng của chính quyền Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, thì không lâu sau đó, chính phủ Hoa Kỳ lập tức phản đối việc Trung Quốc đưa ra quy định tất cả các tàu nước ngoài vào Biển Đông phải khai báo với cơ quan hàng hải nước này. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi đây là lời đe dọa hết sức nghiêm trọng và vô căn cứ đối với tự do hàng hải và thương mại trên thế giới. Với động thái hết sức ngang ngược, vừa qua, buộc Lầu Năm Góc lập tức ra lệnh cho tàu sân bay US Nimitz và tàu khu trục US Martin có mặt tại Biển Đông để kiểm tra giám sát của tập trận trên biển và bác bỏ các quy định mới của Bắc Kinh, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng đang có mặt tại vùng biển này. Trong cuộc tập trận kéo dài 14 ngày để phô trương với các nước trong khu vực cũng như thị uy với quốc tế, hôm qua, một cuộc đụng độ máu lửa đã xảy ra như là để khẳng định ai mới là anh cả của thế giới. Trung Quốc, dù vài thập niên trở lại đây đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng thứ hai thế giới, nhưng xét về thực lực trong quân sự lúc này, Trung Quốc rõ ràng chưa thể so sánh với Hoa Kỳ, nhất là hạm đội Mỹ đã có bề dày gần 100 năm phát triển.
Chính vì thế, lực lượng hải quân Trung Quốc phải nhận một cái kết đáng lòng trước cuộc đối đầu chớp nhoáng tại khu vực tranh chấp với 8 tàu khu trục, nên tàu Trung Quốc đã bị hư hỏng nặng và trong đó có 3 chiếc bị chìm xuống biển cùng với 6 tàu hải cảnh bị tên lửa Tomahawk đánh chìm. May mắn cho hải quân Trung Quốc là tàu sân bay Liêu Ninh cách vị trí với lực lượng hải quân Hoa Kỳ khá xa nên kịp thời chạy trốn để nấp sân sau. Qua cuộc đụng độ như thế thì mới thấy hải quân Trung Quốc vẫn là một con hổ giấy, chỉ giỏi bắt nạt các nước nhỏ và yếu hơn mình. Nhưng khi đối đầu với các siêu cường về quân sự thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ hay Nga, thậm chí là Nhật Bản cũng chưa chắc là Trung Quốc đã hơn. Nếu so về chất lượng như chúng ta ai cũng biết cái gì mà mang mark made in China thì thế giới đều quá rõ ràng chất lượng như thế nào, đó chỉ là hàng nhái, hàng chuyên đi sao chép mà thôi. Ngay sau đó, truyền thông nhà nước CCTV và các học giả Trung Quốc lập tức chỉ trích tàu chiến Hoa Kỳ đã cố tình gây hấn và tấn công hải quân Trung Quốc trên Biển Đông một cách trắng trợn, nhưng bên phía Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào trước việc hải quân của hai nước vừa có cuộc đụng độ trên Biển Đông. Vâng thưa quý vị, trong một động thái mới đây, việc Trung Quốc đưa ra yêu cầu tất cả các tàu nước ngoài phải khai báo với cơ quan hàng hải Trung Quốc khi đi qua Biển Đông khiến nhiều nước trên thế giới bức xúc trước những quy định phi lý như vậy. Chính quyền Nhà Trắng gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Đêm khuya ngày hôm qua, Vân Nam, Thanh Hải liên tiếp xảy ra động đất mạnh. Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở khu tự trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải đã gây ra 104 dư chấn, hai cầu trên đường cao tốc bị sập. Trong khi đó, trận động đất 6,4 độ Richter ở huyện Dạng Tị, tỉnh Vân Nam đã khiến 300 người tử vong, 280 người bị thương. Ngoài ra, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter, có 103 người chết và 18 người bị thương. Lúc 21 giờ 48 phút ngày hôm qua, huyện Dạng Tị thuộc Châu Tự Trị Đại Lý, tỉnh Vân Nam xảy ra trận động đất 6,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 8 km. Chính quyền Đại Lý, tỉnh Vân Nam cho biết lần động đất này xảy ra vào đêm tối, toàn bộ 12 huyện thành phố của Châu Tự Trị đều cảm nhận được chấn động. Hiện tại, huyện Dạng Tị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, thống kê ban đầu có 300 người tử vong, 280 người bị thương. Thông báo cho biết trận động đất khiến hơn 400 ngôi nhà và 8 cơ sở sản xuất của người dân huyện Dạng Tị bị hư hại nghiêm trọng. Thống kê ban đầu có ít nhất 292 nhà bị sụp đổ, 13.090 nhà bị hư hỏng nhẹ. Trương Cương, một người dân định cư ở Đại Lý đã hơn 5 năm nói với truyền thông Trung Quốc đại lục rằng thành cổ Đại Lý cách tâm chấn khoảng 20 km, cảm giác chấn động rung lắc rất mạnh, nhất là trận động đất lúc 21 giờ 48 phút là mạnh nhất, nhà rung lắc rất ghê gớm. Hiện giờ người dân ở thành cổ Đại Lý đều chạy ra ngoài, mọi người đều muốn qua đêm ở bên ngoài, tôi cũng chuẩn bị ngủ qua đêm trên xe. Ông Lâm, một người ở Đại Lý cho biết, sau khi có cảm giác chấn động mạnh vào tối ngày hôm qua, ông và người nhà đều đến khu vực quảng trường Minh Châu, cách nhà ga xe lửa Đại Lý 7 phút lái xe. Tại đây đã chật kín người. Ông Lâm cho biết tối nay dự định dựng lều để cùng người nhà tạm thời nghỉ ngơi ở quảng trường này. Huyện Dạng Tị xảy ra động đất liên tiếp trong nhiều ngày. Theo thông báo của địa phương, lúc 18 giờ 49 phút 3 ngày trước đó đến lúc 12 giờ 08 phút ngày hôm sau, khu vực gần thôn Hoa Thúc Viên, thôn Tú Lĩnh thuộc trấn Thương Sơn Tây, huyện Dạng Tị liên tiếp xảy ra 17 trận động đất làm sập rất nhiều nhà cửa và dân thường. Từ 20 giờ 06 phút đến 22 giờ 19 phút ngày hôm qua, khu vực huyện Dạng Tị, thành phố Đại Lý đã xảy ra 12 lần động đất, trong đó lần mạnh nhất đo được là 6,4 độ Richter, thấp nhất là 2,8 độ Richter. Báo cáo dẫn lời của bà Giang, một người sống nhiều năm tại Đại Lý cho biết, mấy ngày gần đây các trận động đất xảy ra liên tiếp, mỗi ngày đều xảy ra nhiều trận, gần như cùng một khoảng thời gian. Vòng tròn bạn bè của bà Giang cũng ghi lại tình hình động đất mấy ngày qua tại Đại Lý, bắt đầu từ 5 ngày trước đó. Tôi nhớ ngoại trừ 2 ngày không có động đất, còn gần như ngày nào cũng là khoảng hơn 8 giờ tối là bắt đầu động đất. Hơn nữa, mỗi lần động đất thì thời gian kéo dài cũng không ngắn. Tâm chấn cách chúng tôi mấy chục cây số ở mặt lưng núi Thường Sơn. Mỗi lần trước khi chấn động đều nghe thấy tiếng ầm, dưới chân bắt đầu rung chuyển, sau đó cửa sổ bắt đầu kêu lạch cạch. Tối ngày hôm sau khi trận động đất đầu tiên dừng lại được một lát thì lại bắt đầu rung lắc.
cảm giác trận sau mạnh hơn trận trước rất nhiều. Cửa đèn rung lắc liên tục. Hơn nữa cứ lắc rồi dừng, lắc rồi dừng. Tôi xem thì khoảng 5 đến 6 độ, cảm giác có chút sợ hãi, bà Giang kể lại. Tiểu khu nơi bà Giang ở, mọi người đều chạy hết ra đường, cùng đứng ở chỗ đất trống và nói chuyện. Mọi người nói chuyện hơn 10 phút, cảm giác vấn đề không lớn nữa, nên mọi người đều ai về nhà nấy. Tôi vừa leo lên lầu, cả ngôi nhà lại bắt đầu lắc động, vô cùng đáng sợ, cửa kính trong nhà đều đang kêu, sợ đến nỗi suýt nữa phát khóc. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, về sau mới biết là động đất 6,4 độ Richter. Bà Sử, người đến đại lý công tác đã chia sẻ với tờ Tân Kinh báo Beijing News. Bà vào trú ở một khách sạn ở đại lý và 2 ngày trước đó, khi động đất xảy ra, bà đang đi ngoài hành lang về phòng. Bất chợt cảm giác đứng không vững, chân đều không đứng vững nữa. Tôi nghĩ lúc này mà chạy từ tầng 19 xuống thì chắc chắn không kịp, nên ôm đầu ngồi xổm ở một góc tường. Theo lời kể của bà Sử, cảm giác chấn động mạnh kéo dài hơn 10 phút. Sau khi cảm giác chấn động qua đi, rất nhiều khách từ trong phòng chạy ra, lần lượt chạy xuống dưới. Có người thì vào thang máy để xuống dưới. Bên ngoài khách sạn nhanh chóng kín người dân và khách trọ. Có người không kịp thay quần áo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khi xảy ra động đất, một chiếc xe tải đã bị đá rơi trúng do trận động đất gây ra, nên đoạn Long Cốt Ngạn của tuyến đường Mã Ninh thuộc thị trấn Thuận Tị, huyện Dạng Tị, trong xe có 4 người tử vong tại chỗ, 3 người bị mắc kẹt. Trong xe có 2 người già, 2 vợ chồng và 3 trẻ con. 2 người già và người chồng cùng một trẻ nhỏ đã bị đá rơi xuống làm tử vong. Người vợ và 2 đứa con bị kẹt trong xe. Trận động đất lần này nằm ở khu vực Tây Bắc Vân Nam, cách Tân Đức Gãy gần đây nhất là đoạn đứt gãy Duy Tây Kiều Hậu Weixi Kiều Hu Phôn. Đến 23 giờ 35 phút ngày hôm qua đã có tổng cộng 20 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong chuỗi trận động đất 6,4 độ Richter ở Dạng Tị. Trong đó có 8 lần động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 8 lần động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, 3 lần động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 1 lần động đất từ 6,0 đến 6,9 độ Richter. Theo chuyên gia phân tích cho rằng, cần chú ý động đất 5 độ Richter ở khu vực động đất Dạng Tị, huyện Dạng Tị, nơi xảy ra động đất là huyện tự trị dân tộc Di, là thành vệ tinh gần thủ phủ châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý nhất, là hậu hoa viên của thành phố Đại Lý. Huyện này là một đầu mối giao thông quan trọng kết nối Vân Nam với Đông Nam Á và Nam Á. Thưa quý vị, cũng trong cùng ngày, Thanh Hải động đất 7,4 độ Richter, hơn 100 lần dư chấn, 2 cầu trên đường cao tốc bị đổ sập. Sau hàng loạt trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam, sáng sớm ngày 22 tháng 5, châu tự trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải cũng xảy ra động đất mạnh 7,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 17 km. Truyền thông Trung Quốc đại lục đưa tin, ông Lư, một người dân ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải cho biết, nằm trên giường cảm giác lắc động qua lại, nước trong bể cá sóng sánh. Báo cáo cho biết cây cầu số 2 ẩm Mã Than thuộc huyện Mã Đa bị sụp đổ, tài xế bị kẹt trên mặt cầu không thể di chuyển được. Theo báo cáo, trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hải đều cảm nhận được rung chấn, huyện Mã Đa, chấn Hoa Thạch Hiệp và Hương Hoàng Hà đều cảm thấy rung lắc mạnh, cá biệt có tường bao bị đổ. Đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, huyện Mã Đa và huyện Mã Tầm thuộc châu tự trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải có tổng cộng 43 người chết và 108 người bị thương. Có bộ phận nhà ở, nhà chuồng, trại, gia súc bị hư hại. Đường xá và cầu cũng bị hư hại với mức độ khác nhau. Đến 10 giờ 50 phút sáng, tổng cộng ghi nhận được 453 dư chấn, 45 lần dư chấn trên 3 độ Richter, 8 lần dư chấn trên 4 độ Richter, 1 lần dư chấn trên 5 độ Richter, dư chấn lớn nhất là 5,1 độ Richter. Ngoài ra, huyện Mã Tâm thuộc châu tự trị Quả Lạc giáp với huyện Mã Đa cũng nhiều lần xảy ra động đất từ 3,0 độ Richter trở lên. Khoảng 3 giờ 3 phút sáng nay, xảy ra trận động đất 4,5 độ Richter. Do ảnh hưởng của động đất, một số cầu ở Thanh Hải bị đổ sập, cầu số 2 đã Ma Than trên đường cao tốc Ngọc Cộng và cầu Sương Mã trên đường cao tốc Hoa Cửu bị đổ sập. Ngoài ra, vào lúc 4 giờ 05 phút ngày hôm nay, huyện Hà Nam thuộc châu tự trị Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải xảy ra trận động đất 3,1 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 19 km. Lúc 7 giờ 59 phút ngày hôm nay, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 17 km. Thưa quý vị khán giả, tuần trước ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Đối với nhiều người dân Trung Quốc, trận động đất này đã gợi lại ký ức đau buồn về thảm họa liên hoàn năm 1976, khi một trận động đất mạnh kéo theo cơn sóng thần. Đêm ngày thứ Sáu vừa qua, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã rung chuyển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, khiến hơn 100 người bị thương. Sau trận động đất kinh hoàng, dường như ký ức đau buồn về ngày đó đã sống lại với người dân Trung Quốc đại lục, khi một trận động đất tồi tệ đã gây ra sóng thần, một thảm họa vẫn còn được cảm nhận một cách rõ ràng cho đến tận ngày nay. Mặc dù trận động đất đêm ngày thứ Sáu đã xảy ra ở cùng một khu vực tương tự với thảm họa năm 1976, tuy nhiên rung chấn lần này đã không dẫn đến tình trạng khẩn cấp quốc gia vì một số lý do. Điều gì đã xảy ra? Trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến, thành phố Phúc Châu, Trung Quốc. Ban đầu rung chấn được chỉ định là một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, nhưng đã được nâng cấp lên 7,4 độ vào ngày hôm sau. Và kể từ thời điểm đó, tất cả các cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất đều đã được gỡ bỏ. Tâm chấn của trận động đất ngày thứ Sáu cách tâm chấn của thảm họa động đất kinh hoàng năm 1976 khoảng 89 km. Ông Robert Geller, một nhà địa chấn học và là giáo sư danh dự tại Đại học Tokyo, cho rằng trận động đất này có thể là dư chấn từ sự kiện năm 1976. Giáo sư giải thích về mặt địa chất, dư chấn sẽ tồn tại từ 50 đến 100 năm, nhưng theo thời gian, tần suất và mức độ của các dư chấn sẽ giảm dần. Đã có 4 người, bao gồm một người đàn ông khoảng 60 tuổi, được xác định đã tử vong và ít nhất 160 người khác bị thương, theo các nhà chức trách tại Trung Quốc. Đoạn phim ghi lại từ thủ đô Bắc Kinh đêm xảy ra trận động đất đã cho thấy đèn đường cùng các căn hộ rung chuyển không ngừng, hàng chục nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện trên toàn thành phố, nhưng hệ thống điện đã được khôi phục trong vòng vài giờ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng không có bất thường nào được phát hiện trong các nhà máy điện của nước này. Theo đài truyền hình công cộng NHK, một đoàn tàu cao tốc đi qua tỉnh Thanh Hải đã chật bánh trong trận động đất cùng với 78 người bị mắc kẹt trên tàu trong 4 tiếng đồng hồ. May mắn khi cuối cùng tất cả mọi người đều thoát được qua lối thoát hiểm, không gặp bất cứ thương tích nào. Các bức ảnh chụp từ tỉnh Phúc Kiến và Thanh Hải đã cho thấy các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất. Cửa sổ, mái ngói và sàn nhà đều bị vỡ, chân nhà cũng đổ sập. Hàng hóa và mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn của các cửa hàng và siêu thị. Trận động đất này xảy ra ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến ở độ sâu 60 km và có thể chính điều này đã hạn chế được con số thiệt hại. Giáo sư Geller cho biết, những trận động đất xảy ra gần bề mặt trái đất thường sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn là từ sâu trong lớp vỏ. Sự khác biệt giữa trận động đất 7,4 độ Richter này và trận động đất 9,1 độ Richter năm 1976 thật đáng kinh ngạc. Trận động đất năm 1976 mạnh hơn khoảng 63 lần so với ngày thứ Sáu vừa qua, đồng thời giải phóng năng lượng gần gấp 500 lần. Trận động đất năm 1976 là rung chấn mạnh nhất mà Trung Quốc từng phải hứng chịu, và với rung chấn ở độ sâu 26 km, điều này có nghĩa là tác động của thảm họa sẽ tồi tệ hơn nhiều. Trong khi trận động đất ngày thứ Sáu vừa qua chỉ tạo ra cơn sóng thần cao 0,2 m, thì thảm họa năm 1976 đã tạo ra cơn sóng cao đến 9,1 m, trực tiếp làm hư hại gần hết cơ sở hạ tầng trong khu vực. Thảm họa động đất năm 1976 đã khiến hơn 22.000 người chết hoặc mất tích. Tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra rung chấn, kéo theo sau đó là cơn sóng thần và thảm họa lở núi tồi tệ thứ hai trên thế giới, chỉ sau thảm họa Chernobyl tại Ukraine. Tính đến năm 2023, hơn 35.000 người dân vẫn đang lưu lạc khỏi quê hương, thậm chí đã trôi qua 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng. Việc thu dọn tàn dư dự kiến sẽ kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ của chính phủ Trung Quốc kể từ thời điểm năm 1976. Nhật Bản đã tăng cường các hệ thống ứng phó để đối phó tốt hơn với những thảm họa tương tự có thể xảy ra, bao gồm cả việc cải thiện hệ thống cảnh báo động đất sớm và công nghệ quan sát địa chấn. Liệu rung chấn có kéo theo trận động đất khác hoặc sóng thần? Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo công chúng cần cảnh giác với các dư chấn và nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tránh xa bờ biển và đặc biệt không xuống biển. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng Thủ tướng cho biết chính phủ đã thành lập một văn phòng ứng phó sẽ làm việc với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân sau thiên tai. Theo giáo sư Geller, một nhà địa chấn học Trung Quốc có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều dư chấn trong tuần tới, nhưng tần suất sẽ giảm dần.
Ông cũng nhấn mạnh rằng có khả năng trận động đất vừa qua chỉ là điềm báo trước cho một trận động đất khác tồi tệ hơn sắp tới. Mặc dù khả năng điều này xảy ra là rất thấp nhưng không phải là không thể. Trận động đất vừa qua là một lời nhắc nhở có giá trị cho người Trung Quốc. Quốc gia này rất dễ xảy ra động đất và động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, giáo sư lo ngại.